cảm hứng từ sự tươi mát và tự nhiên. Sáng tạo từ công nghệ và chất liệu. Mang đến thời trang chất liệu vải bạc hà, thảo mộc tự nhiên. Bạc hà, nguồn thảo dược quý từ thiên nhiên, đã được ứng dụng trong ngành dệt may vào năm 2016 và cấp bằng sáng chế từ năm 2018. Sợi bạc hà được hình thành từ chiết xuất lá bạc hà tự nhiên, hình thành những sớ sợi cellulo bền chắc. Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ nano crushing và công nghệ micro capsule, chiết xuất bạc hà bao bọc trong màng vi nang capsule được khóa chặt trên bề mặt sợi, mang đến cho sợi bạc hà những tính năng đặc biệt. Tinh chất bạc hà là một nguyên liệu thiên nhiên lành tính, chống lại sự sinh trưởng của vi khuẩn trên bề mặt quần áo. Bạc hà với hàng ngàn tinh thể menthol thấm sâu vào từng sợi vải, tăng cường cảm giác mát lạnh tự nhiên trên da. Áo sợi bạc hà, sản phẩm công nghệ sinh học có nguồn gốc từ thiên nhiên, mang đến cảm giác tươi mát, an toàn và thân thiện với làn da.